Cách làm bột gạo đơn giản tại nhà. Vò gạo sơ, ngâm trong vòng 6 đến 8 tiếng. Gạo ngâm xong vớt ra cho vào máy xay sinh tố, đổ nước xâm xấp mặt gạo. Xay đến khi nào kiểm tra không còn thấy lợn cợn là được. Nếu máy nóng tắt cho máy nghỉ rồi xay tiếp. Mình cũng phải xay 2 lần nghỉ mới được. Chuẩn bị khăn lọc giày lọc bột, không nên lấy khăn xô mỏng sẽ không lọc sạch bột. Vắt kiệt nước đến khi nước trong như này là được. Còn nước vẫn màu trắng đục như gạo mình mới xay nghĩa là khăn lọc của bạn chưa đủ dày. Không nên dùng khăn xô để lọc bột vì nó không đủ dày, rất khó để lọc triệt để bột. Sau đó mang chỗ bột này đi phơi khô. Thành quả sau quả nắng vỡ đầu đây, bột trắng tinh thơm mịn. Bạn có thể xay lại bột cho mịn như của mình bên phải hoặc để nguyên như bột gạo lọc bên trái là dùng được rồi nhé.